Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chương trình Aerobe đến từ sàn MEXC nhân dịp cái năm mới Nhâm Dần đầy tài lộc. Thì đây là một chương trình Aerobe mà sàn MEXC dành riêng cho cộng đồng của Việt Nam nha các bạn. Thì khi mà bạn tham gia thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng 20 USDT dành cho 20 người may mắn này. Và khi mà nạp 500 USDT trở lên ấy, thì sẽ có cơ hội nhận được áo thun với cái logo của sàn MEXC rất là sành điệu, cũng như là những cái phần thưởng như là máy tính MacBook, máy chơi game cầm tay, tai nghe AirPods và hàng triệu cái token Raka MX và Shiba Aerobe này. Ok, thì thông tin chi tiết về chương trình Aerobe này thì các bạn có thể theo dõi ở đây nhé. Đây, các bạn có thể thấy là chương trình này nó sẽ kéo dài từ ngày 25 cho tới ngày mùng 7 tháng 2, và chúng ta sẽ phải có những điều kiện này, hoàn thành KYC này và điền vào form này, sau đấy làm các nhiệm vụ theo dõi Facebook, tham gia vào group và gửi lời chào trong group này. Đấy, theo dõi tài khoản TikTok phần 2 này, giải thưởng xe và nạp tiền. Đấy thì chúng ta sẽ chụp ảnh màn hình của sự kiện để chia sẻ lên cộng đồng group Tele và tag. Đấy, tác cái nhóm này vào bài đăng của bạn này. Trong sự kiện, người dùng nạp trên 500 USDT sẽ được chọn ngẫu nhiên 10 người dùng để nhận các quà tặng chi tiết đặc biệt của sàn MEXC như là áo phông, áo mũ. Đấy, và cái này là phần thưởng giao dịch sau khi đăng ký thành công này, dựa vào xếp hạng khối lượng giao dịch spot tổng số người đăng ký tham gia sự kiện, bạn sẽ nhận được giải thưởng tương thích thứ hạng và chia sẻ phần thưởng hàng chục triệu token. Ở đây thì cái phần thưởng nó rất là lớn nhé các bạn. Giải nhất là một MacBook Pro, giải thứ hai là máy chơi game cầm tay, giải thứ ba là iPod Pro và giải thứ tư là quà tặng thiết kế đặc biệt đến từ MEXC. Đấy, tức là áo thun có ký hiệu logo. Giải 5 đến giải thứ 100 chia sẻ giải thưởng lên tới hàng chục triệu token. Đấy thì các bạn có thể xem thông tin cụ thể đây nhé, tí mình sẽ đặt link ở phần mô tả. Đấy thì mình hướng dẫn cho anh em một chút về cách đăng ký luôn này, các bạn truy cập vào cái form. Đấy thì chúng ta sẽ đầu tiên là các bạn sẽ lấy cái MEXC UID, tức là cái UID tài khoản của chúng ta ấy, thì các bạn ấn vào đây. Các bạn vào phần trung tâm cá nhân này, thì các bạn sẽ thấy được là UID nó nằm ở đây nha các bạn. Các bạn ấn vào thì nó sẽ sao chép thành công và các bạn paste vào cái form cho mình. Thì nó sẽ có những cái đường link để chúng ta phải làm những cái nhiệm vụ của nó, đúng không? Đầu tiên là link Facebook của bạn. Facebook các bạn thì các bạn có thể sử dụng nick Facebook. Sau đấy thì các bạn ấn vào profile này, các bạn copy. Ở đây mình sử dụng nick clone nhé. Đấy, thì tiếp theo này, tài khoản Telegram. Telegram các bạn điền vào. Tài khoản TikTok. TikTok thì các bạn đây, các bạn xem một TikTok này. Chúng ta có thể đăng nhập tài khoản TikTok của chúng ta. Đăng nhập bằng email hoặc là bằng Google các bạn nhé. Đấy, ví dụ như này thì các bạn có thể lấy cái tài khoản của bạn bằng cách xem hồ sơ này, các bạn sẽ lấy được nha. Sau đấy thì các bạn paste vào, paste thẳng đường link vào. Sau đấy các bạn nhấn tiếp tục. Đấy, đăng và chụp ảnh màn hình sự kiện chia sẻ trên cộng đồng group. Ok, cái này thì cũng khá là đơn giản thôi. Cái này thì các bạn thứ nhất này, đây chúng ta sẽ lấy cái logo của nó này. Sau đấy các bạn vào một cái group. Đây, ví dụ như cái group của mình nhé. Mình sẽ lấy một cái group. Ok chưa? Đây là group của mình. Mình sẽ upload cái ảnh lên. Upload ảnh vừa tải về đây. Và mình sẽ có một cái
Dòng đây này, có thể là copy nguyên dòng này của nó vứt vào, và quan trọng là chúng ta phải tag được cái sàn của nó là ME. Đây các bạn copy nguyên cái này mà tag này, đây này. Các bạn phải tag được cộng đồng của nó vào. Ok chưa? Đây. Thế thôi. Sau đấy các bạn nhấn vào phần đăng. Đấy thì các bạn sẽ thấy được cái bài viết của chúng ta nó hiện lên luôn. Phần tag này sao nó không hiện nhỉ? Không hiện link lên nhỉ? Ok, không sao. Các bạn click vào này. Click vào cái phần timeline này để các bạn xem được cái bài đăng của này. Bài đăng của chúng ta ở trên group. Thì các bạn có thể sử dụng hai phương pháp. Một là các bạn sử dụng nút print scan ở trên màn hình. Hai là các bạn sử dụng cái snipshot ấy để cắt cái hình ảnh này. Snip tool này này. Các bạn cắt cái hình ảnh mà chúng ta đã chia sẻ ở trên Facebook. Như này. Sau đây các bạn lưu lại ở trên desktop. Các bạn lưu lại ở trên desktop, các bạn nhấn save lại nhé. Sau khi bạn nhấn save lại, các bạn upload cái ảnh đấy lên ở trên cái form của Google. Chọn này. Ảnh này đúng không? Chúng ta vừa lưu đúng không? Ok, sau đây các bạn nhấn gửi tải lên này. Sau đây chúng ta nhấn gửi. Có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ. Đấy. Và chúng ta sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng. Đây, trang đăng ký tham gia cái phần thứ hai này, các bạn click vào đây. Ok, sau khi bạn click vào trang tham gia ấy thì các bạn cần ấn vào tham gia ngay này. À, cái này thì nó cũng là cái form 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 ở đấy rồi, thế nên là các bạn cũng không cần phải cái phần này lại nữa đâu. Thế nhá. Thì nó chỉ là một cái form, cái trang để các bạn truy cập vào và các bạn xem thôi. Còn chủ yếu là các bạn điền vào cái form mà mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi ấy. Ngoài ra thì các bạn xem chi tiết ở đây để có thể là đua top, trading hoặc là các bạn làm thêm những cái nhiệm vụ để có thể nhận được phần thưởng nhé. Này, share và nạp tiền này, rồi là phần thưởng phần giao dịch này. Đấy, để có thể tranh đua những cái top như là giải nhất mà là MacBook Pro này, iPod Pro này. Ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho bạn về sự kiện năm mới Nhâm Dần đến từ sàn MXC. Thì bạn có thể tham khảo và tham gia nhé. Mình sẽ đặt link ở phần mô tả để các bạn có thể truy cập và tham gia. Chúc các bạn may mắn và nhận được cái giải thưởng cao nhất đó là MacBook Pro. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho bạn nhé. Chúc cho bạn may mắn và kiếm được thật nhiều coin, kiếm được thật nhiều tiền. Nhớ nhé, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông ở phía bên cạnh để luôn được update những dự án mới nhất đến từ channel của Tiền Sư Phụ nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.